Chào các bác ạ, chào mừng các bác đã trở lại với kênh của anh Vinh TGVX. Trước tiên rất cảm ơn các bác đã quan tâm tới em và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Ngày hôm nay thì em xin giới thiệu bác đó là vây kính dây băng Aviator màu xanh rau muống, mạ vàng, là sản xuất thập niên 1970. Cái kính độ mới của nó thì khoảng trên 90%, 91-92%. Kính nguyên zin toàn bộ nha. Cách đây lâu lâu khoảng độ nửa tháng em có một cây này mới có một cây về em đã bán rồi, và hiện nay giờ em còn cây này mới về sáng ngày hôm nay, và em đã cho lên sóng luôn và ngay cho nóng. Cây là mạ vàng sản xuất thập niên 1970. Các bác nào mà xem video với hình ảnh mờ quá, khó nhìn quá, không rõ ràng, có thể yêu cầu em hình ảnh trực tiếp qua Zalo, hình ảnh ngoài trời chân thực và thực tế nhất, bởi vì trên hình ảnh của YouTube có ánh đèn điện và những cái camera của máy tính nó không được nét lắm. Cầu trên của nó là BBL Ray-Ban USA nha. BBL Ray-Ban USA này. Gầm cầu dưới của cái kính này thì đó là BBL Ray-Ban 584. Gầm cầu dưới bên này nha. Hơi khó nhìn bởi vì là cái ánh đèn điện này nó không rõ ràng lắm. Mắt màu xanh rau muống này. Đi ngày đêm. Các bác nào mà chưa có kênh của em, các bác thể ấn nút đăng ký màu đỏ bên góc phải màn hình bên dưới để được cập nhật những video mới nhất và thường xuyên của em. Em Việt Anh chuyên về đồng hồ kính hút đến vật lửa, đồ cổ, đồ xưa, đồ độc, đồ lạ, đồ hiếm. Mà mùa hè này em chỉ lên kính với cả bút mũ Mỹ, huy hiệu Mỹ, đèn dầu cổ. Bác mà xem hình ảnh video YouTube này khó nhìn quá, mờ quá thì yêu cầu em gửi hình ảnh trực tiếp qua Zalo. Hình ảnh đó sẽ chân thực và thực tế hơn so với hình ảnh trên YouTube. Thì hình YouTube bao giờ là cái bóng đèn điện cũng camera nó cố lắm, nó không rõ ràng. Đây là trên này là BBL Ray-Ban USA này. Đấy, BBL Ray-Ban USA. Còn ở cái gầm cầu dưới này cũng khó quay đấy, này vì nó mờ lắm. Gầm cầu dưới này đây, BBL Ray-Ban 584 nha. Tức là ký hiệu của nó là size 5814. Đấy, BBL Ray-Ban 584. Sau đây em đeo trực tiếp mặt và có hình ảnh trực diện, cũng như là quay ngang, quay trên, dưới, để các bác có thể quan sát được về với cái kính. Cả kính thì nguyên zin nhá, chuôi nó khoảng hơi trắng nhưng mà qua hình ảnh camera nó không được nét lắm, nhưng mà ngoài rời thì nó rất là còn mới và còn rất là đẹp nhá. Về giá nó thì cực kỳ êm ái rồi, hồi sau các bác thấy được là giá cực kỳ là rẻ, với do cái dây băng mắt màu xanh rau muống đi ngày đến đêm này giá rất là rẻ, 3.800k cho một cây kính dây băng đó. Size 584 các bác nhé, kính sản xuất thập niên 1970 của USA, chính hiệu là Mỹ. Các bác nào ở Hà Nội có thể qua nhà em ở địa chỉ ngõ 390 đường Trường Chinh, số điện thoại 0916566826. Các bác ở tỉnh xa cũng không phải lo lắng lắm, bởi vì là em có dịch vụ gửi bưu điện là sẽ mang đến tận nhà hoặc cơ quan cho các bác, thì là rất là nhanh, ngày trước ngày sau nhận thôi. Còn phương tiện nào nhanh nữa thì các bác cứ đề xuất với em, ô tô, máy bay, tàu hỏa, xe gì cũng được, nhưng mà các bác thấy cảm thấy nhanh thì em sẽ gửi đúng xe đấy cho các bác. Size 584 nha, mắt màu xanh rau muống. Ở cái size 584 này thì đó là size phổ thông, hầu hết là vừa mặc tất cả các bác. Còn mà những nào size 62 ấy thì nhiều anh không phải size 62 thì
đó là size to đấy, thì dành cho các bác làm size to mặt lớn. Thứ hai nữa là cao co thì đeo nó mới đẹp. Còn nếu mà nó mặt nhỏ mà trung bình thì mình nên đeo size 5-8-4, nó vừa với khuôn mặt và nó đều mặt thì nó rất là đẹp đấy. Nó cân cân đối và cân xứng mọi hình ảnh thông tin chi tiết là rất rõ ràng, hình ảnh về kính kèm theo bài viết ở bên dưới cũng như là địa chỉ nhà, số điện thoại Zalo và đấy, mọi thông tin chi tiết các bác cứ alo em, số điện thoại em vẫn để bài viết ở bên dưới, là các phiên của kính là em đều ghi bài viết ở bên dưới nhé, kèm theo địa chỉ nhà, số điện thoại rất rõ ràng chi tiết về giá cả ở đây thôi. Con này là 3.800k, 3.800.000 bác nhé. Rất cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào tạm biệt các bác và hẹn gặp lại những phiên sau.